Hân hoan chào đón cô chú anh chị quay lại với channel bên Trường Anh Auto nha. Mở đầu là nhiều câu chuyện và câu chuyện của Trường Anh xin được phép bắt đầu. Em kể cho cô chú anh chị nghe một chuyện tình Focus nha. Em này là Ford Fiesta bà con ạ, Ford mới nha. 2013, gốc 490751. 50 chiếc xe một chủ từ đầu luôn. Em này máy móc đồng sơn bên ngoài khá là đẹp, xe chất nội bà con ạ. Đi đôi là 4 mâm đúc ABS cân bằng điện tử đầy đủ các tính năng rồi. Dòng này thì chạy siêu sướng rồi. Xi nhan tích hợp nha cô chú anh chị, một mẫu xe hatchback đầy quyền lực luôn. Đăng kiểm tháng 7 năm 2023. 23 vẫn đăng kiểm 1 năm thoải mái cho bà con nha. Một mẫu xe nguyên vẹn nguyên rim, không một dấu hiệu là độ chế, được chưa? Em này là màu ghi bạc bà con. Bấm đúc nguyên vẹn của dòng Ford này, bấm sao 5 cánh. Khá là chuẩn, hai cụm đèn phía sau là đèn hatchback. Halogen đã được mẹ toàn bộ chrome, biểu tượng Phi Fiesta bản S. Bản S là bản cao nhất rồi. Mẫu hatchback nha bà con. Cảm biến dê phía sau. Báo bạn số ở đây luôn. Kết hợp cô chú anh chị nhìn form Sport nhìn đẹp không? Cực kỳ là đẹp, hai cụm đèn khá là dễ thương. Đó, sơn si từ phần ron là rin hết theo xe. Táp bi táp lô đẹp. Bốn cánh cửa chỉnh điện. Dòng này nói về keo chỉ thì rin, không cần công lỗi. Ghế là chủ nhà bọc ghế mới tinh. Đó, ghế pha hai màu đẹp không bà con? Chân nỉ nhá. Dòng xe Ford là thương hiệu đẳng cấp hàng đầu. Đi em này thì độ bền cao, tuổi thọ tốt. Nhưng có ngược lại, sau này bà con thay thế cái gì nó hơi mắc hơn, đồ thường một tí xíu bên ngoài, nhưng ngược lại đảm bảo cho bà con đi tốt, không có chuyện mà ho leo sổ mũi dọc đường. Keo chỉ ra rin này, chất sơn rin còn khá là nhiều. Vô lăng tích hợp là trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Vô lăng tích hợp chúng ta sẽ có kết hợp, sẽ có đèn gầm, đầy đủ các tính năng số tự động. Bản này là bản AT nha cô chú anh chị. Hai cấp chế độ chạy. Màn hình, một cái màn hình rất là nhỏ nè. Đồng hồ nè. Chân chu mượt mà, trợ lực em này nhẹ lắm. Chìa khóa rin nguyên bản của Ford, số má không lỗi. Đây là cụm điều hòa nè, cụm điều hòa cơ nè, chúng ta có nhiều chế độ chỉnh nè, chân gương mặt nè, dàn lạnh dàn nóng chỉnh ở đây nha cô chú anh chị. Bên đây chúng ta sẽ có một phần bên phụ là trang bị là một cái túi khí rất là lớn nè, khay học để đồ đầy đủ các tính năng bà con ạ. Đồng hồ đây, báo km báo tour đầy đủ các tính năng rồi nha cô chú anh chị. Dưới đây chúng ta sẽ có tẩu sạc USB nè, cổng tai si nè. Bà con cô bác trải nghiệm vô phần máy cùng với em nè. Cục máy êm lắm. Em này máy móc là khỏi phải suy nghĩ luôn. Đèn đuốc trên trần pin hết nha cô chú anh chị nha. Lưới theo xe còn nguyên vẹn như thế này. Nó gọn gàng, mẫu này nữ chạy thì quá là ok luôn. Đó, máy lạnh chừng anh đang đóng luôn. Rất là êm. Bà con coi là tắp bi, hệ thống gương chỉnh điện tay nắm nguyên vẹn của Ford đây. Và kính xương ở phía trước nè, nguyên bản hết nha cô chú anh chị nha. Không cứng không lỗi bất cứ một khoảng nào trên chiếc xe đâu. Đó, bà con thấy mẫu này có nhỏ gọn không ạ? Nữ chạy cũng đẹp nữa. Máy rin số rin đặc biệt là chưa làm máy nha. Xe một chủ từ đầu. Dàn kính phía trước chủ nhà đã dán phim cách nhiệt nè, chống nắng, chống tia cực tím cho bà con cô bác rồi. Anh chị có cục máy nè. Cục máy là bao đẹp. 4 máy nè, 1.5, 1, 2, 3, 4, 4 máy. Em này toàn bộ sử dụng hệ thống là máy ngang hết toàn bộ nha. Đi đôi là có ABS, số bấm phanh, nước chạy nhiệt. Xe thật khỏe không? Tán nè, tán đời 23, còn 7 màu luôn. Máy rin chưa làm, đi đôi là hệ thống đèn rin nguyên bản của nhà sản xuất. Dàn trước của Ford là theo xe hết nha bà con nha. Đó, keo chỉ nó có bô, tán chưa mở, tán nó có bô chưa mở, keo nè, keo rin hết toàn bộ 100% luôn. Đây bà con coi kỹ nha, toàn bộ là keo rin, chất keo rin hết toàn bộ. Cục máy êm lắm, keo có tí độ hơi. Được cái em này đi đồ đẹp là thay thế, nói chung cũng dễ thay dễ sửa thôi chứ cũng không có gì nha cô chú anh chị nha. Đời keo, đời 23. Máy êm không bà con? Em này là máy số là tuyệt đối là bao rin. Bao rin với máy số nha. Mặt nắp cò chưa mở nha cô chú anh chị. Hai bên là mặt nắp cò chưa mở nè. Dòng này form mới sử dụng toàn bộ hệ thống IC điện tử hết toàn bộ. Phần nỉ nè. Đó, phần nỉ cách nhiệt ở phía dưới nè. Gọn gàng. Số tự động đâu đó rơi cho cô chú anh chị 7 lít. 7 lít trên 100 km, 7 đến 8 lít. Hồ sơ ngay chủ, ủy quyền được, ký rút hồ sơ được, đầy đủ cái tính năng. Form mới là sẽ cái đèn
cái đèn của Ford Fiesta đèn nó sẽ liếc xuống, cô chú anh chị thấy không? Em này sơn rin đâu đó còn được 70% á bà con. Cản trước cản sau có sơn giọt, thùng mình vẫn còn chất sơn rin nè. Đây là chất sơn rin nè. Hai cụm đèn nguyên bản theo xe hết. Phía dưới nè, chúng ta sẽ có đèn hậu phía dưới. Nút mở thông minh, cản thể thao rất là dễ thương. Nè, hệ thống đinh bấm nè. Đinh bấm ở trong cánh nè. Cô chú anh chị nhìn thấy có đẹp không ạ? Áo choàng theo xe nè, các kiểu đầy đủ vỏ đồi. Nói chung mẫu này đẹp nha cô chú anh chị. Nè, mâm nè, mâm nguyên bản của Ford nè. Sạch sẽ, vỏ xe cu mới tinh. Nó mua về là chạy thôi. Theo Trần Anh thấy thì đây là một mẫu xe rất là nhỏ gọn nha. Chiều dài có nè. Chắc chắn nè, mẫu này sẽ rộng hơn Kia Morning, rộng hơn Hyundai rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Mà đồ đẹp của em này thì chạy thì báo sướng nè. Không cứng không lỗi, máy rin số rin. Bà con cô bác trải nghiệm tiếp tục vô phần gầm cùng với Trần Anh. Đây là phần gầm xe nè. Gầm em này thì phải gọi là bao đẹp rồi. Đây gầm nè bà con. Anh chị thấy gầm đẹp không? Xa nhau ở cuối chân trời nha. Em Ford Fiesta đó đứng chờ cô chú anh chị. Lặng thầm, lặng lẽ tại salon. Có cô chú anh chị nào rước em nó về làm dâu không? Trước em nó về làm dâu thì xin liên hệ đến Trần Anh ô tô 0961408726. Giá công khai niêm yết của bên tụi em đang đây. Đây là giá của bên tụi em đang nha. Đây Trần Anh quay không bao giờ giấu giá. 280 triệu. Nhưng cô chú anh chị gọi điện thoại trực tiếp liên hệ với Trần Anh chỉ còn 270 triệu. Chưa hết đâu, mua nữa bớt cho 5 triệu nữa. Thoải mái chưa? Cực kỳ là thoải mái nhá. Em khép lại chương trình tại đây này. Trần Anh, see you and goodbye.